Riêng cửa trượt trần Osmit và Overhead là hai dòng sản phẩm tiêu biểu với tính năng thân cửa trượt trên trần nhà khi vận hành. Do vậy, sản phẩm này thường được dùng làm cửa cho garage và nhà mặt tiền, nhà phố có trần thấp. Với bề mặt thân cửa được dập định hình các ô nổi kết hợp các màu sắc, làm giảm sự thô cứng của vật liệu cùng tính năng an toàn sử dụng của Osmatic, cửa Overhead là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách sang trọng và công nghệ hiện đại. Thân cửa Overhead được ghép bởi các tấm, bên ngoài là hai lớp thép collarbone cao cấp, ở giữa là một lớp xốp PU dày giúp cho thân cửa luôn cứng cáp, có khả năng cách và chịu nhiệt cao. Bên cạnh đó, Osmit là giải pháp kinh tế cho những nhà mặt tiền có chiều cao trần thấp, không thể lắp các loại cửa cuốn thông thường, lại được đảm bảo bởi tính năng bảo vệ an toàn nhờ công nghệ truyền động Osmatic. Thân cửa Osmit được hình thành từ việc ghép các thanh nhôm và phủ bên ngoài nhiều lớp sơn tĩnh điện, giúp tạo nên vẻ thẩm mỹ cho ngôi nhà bạn. Osmit còn là giải pháp cho những nhà mặt tiền, nhà phố có trần thấp. Giống như những loại cửa cuốn tích hợp công nghệ Osmatic khác, Osmit và Overhead cũng được sử dụng hệ lò xo trợ lực siêu bền, giúp cửa vận hành một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng. Motor được thiết kế nhỏ gọn nằm trong hộp điều khiển, tích hợp các tính năng điều khiển thông minh như đảo chiều khi gặp vật cản, báo sáng, báo động khi trộm đột nhập, nên mang đến sự yên tâm cho người sử dụng.